tắm qua cho nó tắm rồi hả? Bây Quán bây rồi. giờ nó quen rồi, Đúng rồi, bắt đầu quen thấy đó đó không vậy để tự nhiên rồi. Khoái rồi. Khoái 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 rồi. Để tự chờ đổ ra. Ôi giờ có nào hồi nó tự chui vô không? Nó chắc chui vô vậy được à? để chú vô đường Nó tự chui vô được không? được. Nó đang chà chà đó. Hai cái chân của nó giống như hai cái tay vậy đó. Nhỏ xíu à. Nhìn trước đấy. Để nó vô lại nè. Từ từ. Để Ừ, con để lại. để nó vô lại. Để không? Để vô lại. Nó không Đây. chịu Đây. Đâu có dám bấm mạnh. Hả? Hả? Thấy rồi, nó chà 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 chà. Thơm, nó thơm, nó thơm. Chà mình nó quá nó sạch rồi, cái hồ con đổ mà cưa cũ á vô cái hộp đúng không, Đúng. giờ con để cái chén xích qua đi, con để cái chén xích qua đi, cái chén này xích qua bên đây hiểu không, để trong thùng luôn, để xích qua bên, để phía bên kia để cho quay nữa. Đúng rồi. Rồi, con đổ cái mặt cưa nó vô đi. Thằng cái này ra mình đổ đó. Đó mình thay mặt cưa. Có đồ gì lao không? Thôi khỏi. Hỏi. Khỏi ha. Để cho tắm. Không có, ý cho nó giờ con đổ mặt cưa thì mình để cho nó tắm màu đi. Hiểu, hiểu, hiểu Đang không? đang thích cái này. Nó đang phê, đang tắm, đang đã. Đổ mặt cưa này vô. Đúng rồi, nó thay đó. Hai lần cho nó sạch sẽ chứ, khi nó ỉa nó đái trong cái đống này nữa mà sáng hồi ra mình ra làm sao mình đổ hết rồi, nó leo đi cái bò. Cái này để vài bữa anh Tần nó đi rồi mình mua cái chuồng. Đúng rồi. Nó thật đẹp, người ta làm ở chuồng mà chắc có chỗ ăn rồi chỗ để thức ăn rồi chỗ ngủ gì rồi. Tắm là khoái rồi, hôm hổm nó không khoái giờ giờ tắm vô đầy cát luôn. Ra lại nữa đấy. Đây. Kệ đi kệ đi kệ đi, nó không ra được. Lúc nào không ra được. Nó ra. Hả? Thấy không? Ơi ơi, nó ra, nó ra. Nó đi ra ngoài. Nó chạy đây là mình chạy bắt không kịp nó đó. Nó lắm. Lấy tay ra coi. Hả? Nó tự chui vô luôn á. Để chui vô xong ra ngoài. Kiếm gì á? Ủa rồi. Ủa thoát ra nha. Rồi vô con đổ mặt cưa chưa? Rồi. Cháu tắm nãy giờ được rồi đó. Chắc cũng được rồi. Giờ để nó vô ấy. Hey, hey. Sao sao sao? Sao?
nữa. Cho miếng đồ ăn, mới bỏ nó vô. Bỏ cái này vô cho thấm. Cái miếng này cũng được lắm. Ừ. Rồi, cái đó là thấm bắn đáy hả? Đúng rồi. Nên cái này là mình phải thay nó, thay mà cưa nó. Đây nó tưởng đồ ăn hay gì à? Không. Nó ăn được lắm. Bỏ đồ ăn vô, bỏ đồ ăn vô. Nuôi vô cho mốt nó uống lù luôn. Đó, ăn đó. Mấy cái này thì nó thấy nó được rồi. Nó thích gì đó. Nó tính nhảy ra ngoài vậy. Nuôi nó vậy nó để mình thấy nhóm vậy chứ. Nuôi ra ngoài ở trước mình có con mèo đó. Đúng rồi. Nó mình thoát ra là con mèo nó hốt nó liền. Hốt sang. Hốt sang nó liền, lụm bạc nó liền. Đó. Good day for me. Nó dễ thương nè. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh nha. Để xem cái chú gì quên rồi. Chú gì vậy ba? Chú chuột hamster. Chú chuột hamster này nó mau lớn cái nào hả con ha? Ừ. Còn đây là chú chuột hamster. Rồi, chào tạm biệt mọi người đi. Ok, thôi, chào tạm biệt mọi người. Mọi người nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình. Xin chào tạm biệt mọi người.